Khi lo dọn bàn thờ tỉa chân nhang cuối năm, ai cũng nên đọc câu này để cả năm làm ăn suôn sẻ, cầu gì được nấy, tiền vàng kéo vào mầm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo truyền thống của người Việt thì cuối năm là cái thời điểm lo dọn bàn thờ để đón Tết. Nói chung ấy, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ hướng dẫn cùng quý vị và các bạn là khi chúng ta lo dọn bàn thờ hoặc là thay bàn thờ mới thì chúng ta cần phải khấn gì, cầu gì để cho được một năm bình yên may mắn và tài lộc kéo về mầm. Quý vị đã biết ấy, cái Tết Nguyên Đán là một cái dịp lễ Tết quan trọng nhất trong năm đối với người Việt. Không chỉ là một cái lễ hội vui chơi mà nó còn mang nhiều màu sắc tâm linh để tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên. Vì thế mà việc dọn bàn thờ để đón Tết cũng là một trong những cái bước cực kỳ quan trọng và không thể thiếu. Nhiều gia đình muốn nhân cơ hội này để thay bàn thờ hay là gì dọn dẹp, bốc lại bát hương đó, cũng như là gì bày biện lại các đồ thờ cúng. Cái điều này nó thể hiện cái sự thành kính, thành tâm của con cháu đối với ông bà tổ tiên, không chỉ qua tâm tưởng mà còn thông qua cái cách thể hiện cái lễ nghi quy củ bài bản. Việc chăm lo cái góc lễ nghi của gia đình ấy trong cái ngày Tết cho thấy cái sự tiếp nối, giữ gìn cái văn hóa truyền thống tốt đẹp từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thì với một số nhà thì họ sẽ tiến hành công việc thay cái bàn thờ mới, đúng không ạ? Do cái bàn thờ cũ dùng đã lâu ấy, nên là có xu hướng là hỏng thì cũng cần phải thay mới. Nhân cái dịp cuối năm thì quý vị cũng có thể tiến hành là cái việc hợp lý và thuận tiện. Đây cũng là cái việc rất quan trọng nên là không thể tiến hành một cách tùy tiện mà phải chọn ngày lành tháng tốt phù hợp với cái tuổi của gia chủ, cũng như là gì sắm sửa đầy đủ các lễ vật, vật phẩm để xin phép gia tiên tiền tổ để chúng ta tiến hành công việc lau dọn bàn thờ, tỉa bát hương cũng như là thay thế cái bàn thờ cũ. Nói chung ấy, đối với bàn thờ thì cái lễ đối với bàn thờ thì không cần bày biện quá lớn, nhưng mà cũng tuyệt đối không được làm vào những cái ngày xấu giờ xấu. Thì cái ngày tốt và giờ tốt để tiến hành cái công việc này thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ về cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc lau dọn bát hương, bốc bát hương, chuyển bàn thờ, vân vân. Đó. Khi mà chúng ta chọn phải những cái ngày xấu ấy, thì nó sẽ mang tới những cái ảnh hưởng không tốt đối với phương diện tâm linh, và tuyệt đối không được tự ý đổi mà không báo với tổ tiên. Chỉ sau khi làm lễ theo trình tự thì mới được chuyển đồ cũ và thay đồ mới. Cái lễ thay bàn thờ thì cũng không quá cầu kỳ phức tạp, chỉ cần quý vị làm đơn giản hương hoa đèn. Nhà nào mà thận trọng hơn thì làm một cái mâm cỗ cúng bày biện là được, đúng không ạ? Sau đó quý vị có thể bắt tay vào dọn dẹp và chuyển bàn thờ đó. Còn đối với cái việc rút chân nhang ấy, thì quý vị cũng chọn ngày lành tháng tốt, đúng không ạ? Nếu mà bốc lại bát hương, tỉa chân nhang thì quý vị cũng tiến hành lau dọn bàn thờ một cách kỹ lưỡng, và sau đó thì quý vị sẽ sử dụng cái bài văn khấn để khấn vái, khấn xin các cụ cho chúng ta được chọn ra ngày lành tháng tốt để làm cái công việc này cho được thuận lợi và hanh thông. Khi đó thì gia chủ sẽ cầu gì được nấy, đúng không ạ? Và sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị vào cái bài văn khấn để chúng ta tiến hành công việc tỉa chân nhang và lau dọn bàn thờ cuối năm. Thì quý vị có thể mở cái quyển sách Ngày Tốt Tuần Thư nhé, ở trang 201. Ở trang 201 đây, Văn Khấn Tuần Thư, Văn Khấn Tuần Thư đây, trang 201. Thì ở cuốn sách này có 77 bài văn khấn. 77 bài văn khấn để cho quý vị làm nhé. Hầu như là có tất cả các bài văn khấn đầy đủ để cho quý vị làm mọi việc. Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn về tỉa chân nhang, lau dọn bàn thờ cuối năm. Quý vị thân mến, không chỉ dịp cuối năm nhé, mà những cái tháng bình thường nếu mà quý vị thấy bàn thờ nhà mình bụi bẩn thì quý vị cũng có thể tiến hành cái bài văn khấn này để lau dọn bàn thờ cho được sạch sẽ và hanh thông. Đây này. Bài văn khấn như sau: Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô A Di Đà Phật. Tín chủ con tên, cư ngụ tại địa chỉ. Hôm nay là ngày tháng năm, xét thấy bản thân mình chưa chu toàn nên để hương án bị bụi, xin chân thành sám hối. Tín chủ con kính cáo với chư vị thần linh gia tiên. Đấy. Chọn được ngày lành tháng tốt, hôm nay con xin phép tín chủ được bao sái bát hương để ban thờ được trang nghiêm thanh tịnh. Kính mong các vị chứng minh gia hộ cho gia chủ. Mong các vị độ cho con lau dọn bàn thờ được khang trang mỹ hảo, cho hương án được chính vị, cho âm phần được an yên, gia cư được lạc thổ. Chúng con người trần mắt thịt, tội lỗi đầy thân, chỉ biết kính cẩn tâm thành, nếu có gì si mê lầm lỡ, kính xin được các ngài đại xá bỏ qua cho. Sau đó quý vị vái 3 vái đó, và đợi hương tàn thì bắt đầu chúng ta tiến hành là việc lau dọn bàn thờ. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Văn Khấn Tuần Thư nhé, ở trang 201 đó. Thưa quý vị, đó là cái câu nói gì khấn gì khi mà chúng ta tiến hành công việc lau dọn bàn thờ. Nói chung ấy, cái công việc lau dọn bàn thờ là một công việc vô cùng quan trọng. Và có những gia đình ấy, thì chỉ dọn bàn thờ ngày Tết chứ không cần thay mới hoặc là gì, không cần thay bát hương. Đó. Và nói chung ấy, trong cái dịp này thì quý vị cũng có thể dùng các loại nước thơm, khăn thơm để lau bàn thờ, đúng không? Thì quý vị có thể sử dụng cái chai nước thơm này, Nhất Tâm Hương này, để quý vị tiến hành lau dọn bàn thờ cho được sạch sẽ, được hanh thông. Thì Nhất Tâm Hương bao gồm có hương quế, hương bưởi để cho quý vị lựa chọn sao cho cái hương nó phù hợp với cái không gian thờ cúng nhà mình. Quý vị khi mà sử dụng cái việc lau dọn bàn thờ thì quý vị cũng hạn chế nhé. Nếu mà lau dọn bình thường ấy thì quý vị cũng hạn chế cái việc di chuyển bài vị hoặc là ảnh thờ hoặc là bát hương hoặc là những cái đồ thờ cúng là tốt nhất. Còn nếu mà trong trường hợp mà cuối năm ấy, thì quý vị có thể tiến hành, có thể là bỏ bát hương xuống lau, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị nên trải một cái vải đỏ ở dưới và chúng ta sẽ đặt bát hương cũng như đặt đồ thờ cúng lên đó để cho được sạch sẽ. Đấy, chọn một cái bàn để đặt cạnh bàn thờ đấy. Thưa quý vị, nói chung là sau khi dọn dẹp, hoàn tất cái việc dọn dẹp rồi thì chúng ta sẽ tiến hành công việc lau dọn bàn thờ. Bàn thờ là cái nơi linh thiêng, là nơi thờ tự ông bà tổ tiên. Do đó cái việc sử dụng cái loại nước thơm và cái đồ thờ để lau sạch sẽ, để bao sái ấy, nó cũng nhằm mục đích là cầu mong những cái điều tốt đẹp, khai quang tẩy uế và trừ tà luôn được gia chủ quan tâm. Nếu mà bàn thờ sạch sẽ thơm tho thì nói chung ấy, gia chủ sẽ nhận được cái sự phù hộ của gia tiên, giúp cho gia chủ được bình an, may mắn và tài lộc thì được thịnh vượng. Nói chung ấy, khi mà chúng ta tiến hành cái công việc lau dọn bàn thờ thì chúng ta nên sử dụng cái nước thơm này để chúng ta làm. Đấy, nó kèm theo một cái khăn nhé. Nước thơm được sử dụng lấy từ cái linh khí của trời đất, của chốn linh thiêng, của chốn đất trời, kết hợp cùng với cái thảo mộc, tất cả được làm bằng thảo dược tự nhiên nhé. Vậy nên là gì? Cái nước thơm này nó cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn làm một cái sự lựa chọn hoàn hảo, ấm cúng, trang trọng khi mà chúng ta sử dụng vào cái việc thờ cúng. Nói chung cái thành phần của nó thì cũng bao gồm như là các hội tụ từ các loại thảo mộc thiên nhiên ấy, như là hồi quế, đàn hoặc là hoa bưởi, hoặc là đinh hương, gỗ, vang, bạch đàn, cùng như là các loại hương thơm đó. Với cái chai này, với cái dung tích của nó là 250 ml, đâm ra quý vị có thể sử dụng được khá là lâu, thậm chí là được sử dụng được tầm 1 năm đó. Cái công dụng của nó là gì? Nó tẩy rửa, là cái chất tẩy rửa thảo mộc, nó giúp dễ dàng làm sạch những cái vết bẩn, làm sạch những cái bụi bặm trên bàn thờ, khử cái mùi ẩm mốc, để làm sáng bóng cái đồ đồng, cái lư đồng ấy, hoặc là quý vị có đỉnh đồng hạc ấy, thì sử dụng cái nước này nó cũng sẽ làm sáng bóng luôn. Đấy, nó cũng làm sạch bát hương và các vật dụng kim loại trên cái bàn thờ. Cái nước này ấy, nó cũng sẽ giúp tẩy cái muội đèn của cái đèn dầu ấy. Khi chúng ta dùng lâu nó sẽ có muội đèn đó, thì chúng ta sẽ sử dụng nước này, chúng ta lau một phát là nó sạch luôn, nó sáng bóng luôn. Nói chung ấy, cái nước thơm lau dọn bàn thờ thảo mộc này cũng có tác dụng là chống ẩm mốc và xua đuổi cái côn trùng, nó mang lại cái mùi hương thơm dịu nhẹ cho gia chủ đó. Bên cạnh đó thì nói chung ấy, nó cũng được làm từ cái thảo dược, thảo mộc, nên là nó cũng sẽ như là quế, đàn hương, hồi ấy, nó chung là ngũ vị hương ấy, thì nó cũng sẽ giúp quý vị là kích được cái vận lên, đúng không? Kích vận, khai vận, lau trừ vật phẩm phong thủy, nó sẽ giúp trừ tà và đem lại cái may mắn cho người sở hữu. Đây là một cái loại nước mà mang lại sự sang trọng, sự thịnh vượng cho cái chốn linh thiêng, tức là nơi thờ cúng ấy, cùng với sự thanh tịnh, bình an của gia tiên đó. Và tất cả nó được chiết xuất hoàn toàn tự nhiên, nó không gây độc hại, không hóa chất độc hại. Vậy nên là nó không gây kích ứng và an toàn tuyệt đối cho da, cho tay và cho sức khỏe của người sử dụng đó. Thì với một cái chai này, quý vị dùng xong quý vị nên bảo quản ở những cái nơi mà tránh ánh nắng mặt trời chiếu về trực tiếp, tại vì như thế thì nó sẽ bị phân hủy, nó sẽ khó có thể giữ được cái hương thơm lâu dài. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tín ngưỡng văn hóa tâm linh tồn tại hàng ngàn đời nay ấy, thì để lưu giữ một cái nét đẹp văn hóa truyền thống tốt đẹp, chúng ta sẽ sử dụng cái nước lau bàn thờ cũng như cái khăn lau bàn thờ kèm theo là cái điều không thể thiếu. Không chỉ giúp cho sạch sẽ bụi bẩn mà nó còn giúp cho cái không gian thờ cúng nó được trang trọng hơn và bảo vệ sức khỏe của người sử dụng. Cái nước lau bàn thờ hay còn gọi là cái nước thơm ấy, nước bao sái, được sử dụng để làm sạch các vết bẩn, xua đuổi tà khí và thu hút cái vận may cho gia chủ. Với cái nguyên liệu chủ yếu từ quế, nó có tính chất nóng nên đây được xem là cái loại nước tốt nhất hiện nay để phục vụ cho cái việc dọn dẹp bàn thờ, đặc biệt là vào cái dịp 23 tháng Chạp tới đây ấy. Thì mỗi người Việt thì đều đã rất quen với cái phong tục là dọn dẹp bàn thờ và vệ sinh bát hương vào cái dịp cuối năm đó. Và mỗi ngày mùng 1 ngày rằm hay là các ngày lễ Tết, Giỗ, Chạp ấy, thì không thể thiếu cái nghi lễ này. Bởi lẽ bàn thờ là cái nơi tôn nghiêm nhất trong nhà, là nơi để mọi người trong gia đình bày tỏ cái tấm lòng thành kính, tưởng nhớ đến ông bà gia tiên. Với cái thói quen thường ngày, hầu hết các gia đình đều lựa chọn nước sạch để loại bỏ cái bụi bẩn, các tạp chất trên bàn thờ. Nhưng đây là cái việc làm mà cũng chưa hẳn là đúng. Cái nước sạch nó không thể loại bỏ hoàn toàn các tà khí có hại, nó còn ảnh hưởng đến cái tài lộc của gia đình. Ông bà thường có quan niệm rằng ngày thường là cái khoảng thời gian thần linh ông bà tổ tiên đi vắng. Vì thế, mỗi cái dịp quan trọng thì chúng ta có thể tranh thủ lau dọn bàn thờ, sửa sang để cho ngôi nhà các cụ được mới, được khang trang, được sạch đẹp hơn. Và những ngày tốt để tiến hành công việc lau dọn thì Tử Thông đã chia sẻ cùng quý vị ở những video trước, thì quý vị có thể tham khảo thêm. Và khi mà chúng ta tiến hành công việc lau dọn bàn thờ giúp cho không gian thờ cúng được khang trang hơn thì cầu mong những cái điều tốt đẹp nhất, may mắn nhất và hanh thông nhất sẽ đến với công việc cũng là trong đời sống của chúng ta. Nó là một cái vật dụng mà không thể thiếu được trên bàn thờ trong những ngày lễ Tết Dỗ Chạp đó. Thì một số người có hỏi về cái thành phần của nước Nhất Tâm Hương để lau dọn bao sái bàn thờ thì thưa quý vị, nói chung thành phần cốt lõi là quế. Tôi chia sẻ nhé, cốt lõi là quế. Quế là cái nói chung cái nước này nó chất lọc cái tinh hoa ngàn đời xưa hòa quyện với cái công nghệ sản xuất hiện đại. Thì nước lau bàn thờ quế này nó là một cái sản phẩm của thiên nhiên, ưu ái cho cái nguồn nguyên liệu tự nhiên phong phú. Khi sử dụng cái nước bàn thờ này thì quý vị sẽ có cảm giác là yên tâm hơn trong cái không gian thờ cúng và yên tâm hơn để đón Tết đó. Thì ngoài cái quế ra thì nó cũng còn một số cái thành phần khác như đinh hương, gỗ vang, bạch đàn hay là bồ hòn hay là xả, chanh vân vân. Đấy, nó hòa quyện một cách hoàn hảo để làm nên một cái chất tẩy rửa mang cái ý nghĩa tâm linh cực lớn. Đó. Các cụ nói là nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Đấy, vậy nên là chúng ta ở cũng cần sạch. Vì thế mà cái bàn thờ nó không thể bẩn được. Quý vị hãy sử dụng cái nước lau dọn bàn thờ này để lau dọn thường xuyên nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái bài văn khấn khi mà chúng ta tiến hành công việc tẩy rửa lau dọn bàn thờ, giúp cho quý vị và các bạn có được một cái không gian thờ cúng sạch sẽ, chuẩn bị đón Tết cho được bình yên, may mắn và tài lộc dồi dào. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.